Xin chào quý cô bác anh chị khách hàng thân mến đang theo dõi kênh Nhà đất Bình Dương Hưng Phạm. Buổi chiều ngày hôm nay, em Hưng đang có mặt tại xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Em được chính chủ gửi giới thiệu đến mọi người mình một sản phẩm cực kỳ thơm trong thời điểm hiện tại, đang có nguồn thu nhập sẵn. Gia chủ bán nhà kho, nhà xưởng, tặng cho quý cô bác anh chị mình một ngôi nhà đẹp lung linh ở phía bên trong. Đẹp như thế nào thì em mời quý cô bác anh chị mình cùng bớt chút thời gian ra tham khảo với em về bất động sản này nhé. Bất động sản của chúng ta thì đã có hệ thống là điện 3 pha và có cả hệ thống là chạm điện quý cô bác anh chị ạ. Đấy. Hiện tại thì nhà xưởng của chúng ta đang hoạt động trong lĩnh vực là ngành nhựa, chuyên sản xuất những cái ống nước quý cô bác anh chị ạ. Có công nhân đang làm trong đó ha. Ngoài ra còn có các cây ăn trái ở đây. Đấy. Nhà xưởng này thì có diện tích hiển thị trên sổ ngang là 15.7, dài là 162.2, có 200 m², đất ở nông thôn, tổng diện tích là 6.286 m², quy hoạch là đất ở nông thôn và cây trồng lâu năm. Gia chủ đã đăng ký là 6.000 SKC rồi quý các bác anh chị ạ. Ở đây thì đã có hệ thống là chạm điện sẵn sàng hết rồi. Hệ thống là đầy đủ hết. Quý cô bác anh chị mình có thể là mua đầu tư trong thời điểm hiện tại, hoặc là mua làm nhà kho, nhà xưởng. Và nếu quý cô bác anh chị mình chưa có nhu cầu sử dụng bất động sản này, có thể là cho anh chủ thuê lại với cái mức giá anh đang mong muốn là thuê lại với là 50 triệu trên một tháng quý cô bác anh chị ạ. Anh sẽ sẵn sàng hợp đồng lâu dài để gia đình anh thuê lại để làm nhà kho, nhà xưởng này ha. Hiện tại thì lý do anh bán là anh đang kẹt tiền, cần giải quyết trong vấn đề là nợ nần, nên là anh mới phải thanh khoản về bất động sản này. Hiện tại pháp lý của chúng ta là sổ hồng riêng, đang vay trong ngân hàng với mức giá là 5 tỷ rồi, và anh cũng đang làm hồ sơ vay thêm 2 tỷ nữa quý các bác chị ạ. Vậy là tổng tài sản đang vay là 7 tỷ. Được cái là anh sẽ tặng lại cho quý các bác anh chị mình một ngôi nhà xây dựng rất là khang trang, rất là đẹp. Toàn bộ nội thất trong ngôi nhà này thì anh xin phép được mang đi. Anh sẽ để lại những cái tài sản cố định để lại, bao gồm như là bồn nước này, hệ thống là dây điện các thứ để lại, và hệ thống là chạm điện này. Đấy, quạt trần các thứ thì anh sẽ để lại hết cho chúng ta luôn ha. Những đồ anh mang đi ấy, là giường này, máy lạnh này, và các đồ cá nhân thì anh sẽ lấy đi, còn toàn bộ sẽ để lại cho quý ba anh chị mình. Ngôi nhà của anh em thấy là anh xây dựng với không gian là mở, nên là anh để những cái tấm kính rất là lớn để nhìn ra phía bên ngoài, hòa quyện với thiên nhiên. Ở đây thì anh có xây dựng là 3 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ thì đều có nhà tắm, nhà vệ sinh ở phía bên trong quý các bác anh chị ạ. Đấy. Từ vị trí ngôi nhà của chúng ta di chuyển ra trường mầm non, cũng như là trường cấp 1, cũng như là ủy ban của xã Phước Sang, chỉ trong bán kính là 1,8 km thôi quý vị anh chị ạ. Ngoài ra di chuyển ra cung đường DT741 chỉ đúng trong bán kính là 8 km thôi. Di chuyển ra ngoài đó sẽ tiếp cận được là trạm dừng chân thành công ha quý các anh chị ơi. Nếu quý các anh chị mình từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây ấy, là hết 74 km. Thành phố Thuận An, Dĩ An di chuyển xuống đây ấy, là hết 59 km thôi ạ. Đấy, rất là gần. Còn đối với quý các anh chị mình ở thành phố mới Bình Dương di chuyển xuống đây ấy, là đúng trong bán kính là 50 km thôi. Ở bên này thì anh có để lại một khoảng đất trống để gia đình trồng cây rau để ăn uống sử dụng trong gia đình. Không gian thì rất là mát mẻ, thoáng mát, rất thích hợp để quý các bác anh chị mình mua để làm nhà kho, nhà xưởng và xây một cái biệt thự ở đây để mình có thể về đây mình nghỉ dưỡng này. Đất thì rất là rộng mà giá thì cực kỳ rẻ. Kia là cái nhà vệ sinh dành cho công nhân ha quý các bác anh chị. Đây, nhà kho, nhà xưởng đang hoạt động. Hiện tại thì em Hưng sẽ di chuyển ra cung đường này để quay review đến mọi người mình chi tiết hơn. Nếu quý cô bác anh chị mình quan tâm về bất động sản này thì hãy liên hệ với em Hưng qua số điện thoại hoặc kết nối với em Hưng qua Zalo. Em Hưng sẽ gửi cho mọi người mình đầy đủ thông tin, pháp lý, sổ sách để mọi người mình có thể là tham khảo ngay tại ngôi nhà của quý vị anh chị ạ, để khỏi mất thời gian của mọi người mình khi di chuyển xuống. Nếu mọi người mình di chuyển xuống đây á thì hãy liên hệ với em Hưng trước, để em Hưng có thể là chuẩn bị kịp thời để tiếp đón đến quý cô bác anh chị mình.
Vâng, đây là bên trong kho xưởng. Ở bên trong kho xưởng thì sẽ chia thành là hai khu vực. Một khu vực là thành phẩm và nguyên liệu, và một khu vực là để làm ra, hai quý các anh chị ơi. Đây là những cái nguyên liệu để làm những cái hệ thống là vòi nước đây quý các anh chị ạ. Nhà xưởng thì rất là rộng, gia chủ đã đăng ký là 6.000 SKC rồi. Rất là rộng ha. Đây để em quay đến quý các anh chị mình khảo sát ha. Bên kia là có cái vách tường ngăn ra, có cái hệ thống cửa bên đó ha quý các anh chị. Đây toàn bộ là những cái nguyên liệu để mà làm những cái hệ thống là vòi ống nước như thế này đây ạ. Đây. Anh chủ hiện tại thì anh đang làm những cái vòi nước như thế này để mà bán cho các thương nhân ở đây ha quý các anh chị. Tất cả các hệ thống máy móc thì anh sẽ để lại cho quý các anh chị mình. Thậm chí là những cái mối hàng, mối lái từ xưa đến nay thì anh cũng sẽ bàn giao lại cho quý các anh chị mình luôn. Nếu mà mọi người mình đúng cái nhu cầu của quý các anh chị mình mua để làm những cái hệ thống ống nước này luôn. Đấy. Nếu mọi người mình không đúng nhu cầu thì quý các anh chị mình có thể là chuyển sang như là làm gỗ hoặc là làm rất nhiều thứ khác ở đây ha. Làm kho cũng được, rất là tuyệt vời. Sân đậu ô tô thì thoải mái luôn, container vào tẹt ga ha quý các anh chị. Đấy, mặt tiền đường lớn, đường của chúng ta là đường quy hoạch là 10m lận cơ, hiện trạng đang là đường 6m. Chút nữa thì em Hưng sẽ quay đường để quý các bác anh chị mình cùng khảo sát ha. Về mức độ dân cư ở đây ấy, cũng khá là đông ha quý các anh chị. Nói về ở đây thì cũng là nông thôn thôi, nên là dân cư ở đây thì cũng ở lác đác, là nhà cách nhà là 50m một nhà. Đấy. Vì lý do là dân ở đây người ta có rất nhiều đất nên là người ta ở lác đác như thế. Đây là những hệ thống máy móc đang hoạt động để làm những ống nước đây quý các anh chị ạ. Đấy, ở đây thì có 8 công nhân đang hoạt động, đang làm cho anh chủ. Em Hưng sẽ quay một số cái chi tiết thôi. Nói chung là cái này cũng không nằm trong cái lĩnh vực của em, nên em cũng không thể chia sẻ nhiều thêm được. Đấy, quý các anh chị mình muốn quan tâm thực tế thì mọi người mình hãy liên hệ với em Hưng, để em Hưng có thể là sắp xếp mời quý các bác anh chị mình cùng đi khảo sát thực tế với em ạ. Ở phía bên này thì còn đất trống thì anh cũng có là nuôi một số con gà, con vịt để gia đình ăn uống ha quý các anh chị. Hồi trước thì anh chủ có gửi em Hưng với cái mức giá là 13 tỷ. Em cũng có vào quay rồi, nhưng em cảm thấy cái mức giá nó chưa hợp lý, nên là em chưa có gửi đến quý các anh chị mình lên kênh YouTube được. Hôm nay em thấy cái mức giá là chỉ còn 9 tỷ thôi, em thấy là quá hợp lý rồi, nên là em quay giới thiệu lại đến quý các bác anh chị mình về bất động sản này. Đấy, mọi người mình có thể là mua để làm kho xưởng hoặc là mua làm nhà vườn nghỉ dưỡng ở đây cũng rất là tuyệt vời ha. Đất thì rộng mà giá thì cực kỳ rẻ, mà đã có sẵn 200m2 thổ cư rồi. Đất của chúng ta là quy hoạch là thổ cư và cây trồng lâu năm. Ở bên này thì anh có trồng một số cây ăn trái, như ở đây thì em thấy là có cây mít, cây sầu riêng, cây ổi, rồi các loại cây khác nữa ha. Gà thì anh nuôi rất là nhiều. Bên này anh có làm một cái hồ chứa nước rất là rộng lớn ở đây này quý các anh chị. Mọi người mình có thể là tận dụng để nuôi gà vịt ngan qué đây rất là nhiều ha. Trồng sầu riêng đều có cả hệ thống là tưới tự động rồi. Đây gà vườn đây quý các anh chị, mình rất là thích ha. Bốn xung quanh thì anh đã rào lưới B40 rồi. Ở đây thì đúng là rất là chill luôn. Không khí mát mẻ trong lành, rất thích hợp để làm nhà vườn nghỉ dưỡng ở đây. Vừa có thể là kiếm ra tiền, vừa có thể là có một cái không gian rất là mát mẻ.